Từ đầu năm đến nay, dư luận xã hội đã nhiều lần dậy sóng trước các hành vi khoe thân phản cảm nơi công cộng của nhiều bạn trẻ. Trước những phản ứng gay gắt từ phía dư luận thì đa số chủ nhân của những hình ảnh phản cảm ấy đều nhanh chóng gỡ bỏ video clip và gửi lời xin lỗi vì hành động của mình. Thế nhưng sau khi các vụ việc này xảy ra, từ phía cơ quan quản lý chỉ có thể nhắc nhở chứ không thể xử phạt bởi pháp luật chưa có quy định chi tiết về việc xử phạt hành vi khỏa thân hay là chụp ảnh khỏa thân nơi công cộng danh làm thắng cảnh. Vâng, thực tế thì năm 2010, chính phủ đã ban hành Nghị định 73 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, tại Điều 10 có quy định phạt cảnh cáo hoặc là phạt tiền 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi không mặc quần áo hoặc là mặc quần áo lót ở những nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội. Tuy nhiên, đến năm 2013, Nghị định 167 ra đời đã thay thế Nghị định 73 và đã bỏ hẳn nội dung này. Các chuyên gia cho rằng là cần xem xét lại sự thay đổi này. Theo ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên và Con người Thành phố Hồ Chí Minh, việc những nhân vật lấy lý do bảo vệ môi trường, bảo vệ danh lam thắng cảnh là hoàn toàn không thể chấp nhận. Theo ông, các cá nhân không góp phần làm sạch môi trường hay truyền đi thông điệp tích cực, mà việc làm này đã làm ảnh hưởng đến môi trường văn hóa của danh lam thắng cảnh. Công cái chuẩn mực tự do văn hóa cá nhân riêng của mỗi con người. Nhưng cộng đồng xã hội cũng có những cái chuẩn mực tự do văn hóa của cộng đồng. Nhân dân tự do cá nhân để mà khỏa thân ở những nơi công cộng, những danh lam thắng cảnh. Tôi cho rằng hành vi đi ngược lại tiến trình văn minh của nhân loại. Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng phản cảm là do sự bốc đồng của tuổi trẻ, do thời đại các mạng xã hội phát triển nhanh chóng, kéo theo sự chạy theo trào lưu để câu lượt thích, lượt xem. Đồng thời các cơ quan quản lý nhà nước lại lúng túng và chậm trễ trong việc áp dụng hình thức xử lý là nguyên nhân của nhiều hành động khỏa thân. Có thể vận dụng một vài cái điều luật để xử lý, nhưng mà cũng chưa chặt chẽ lắm. Tôi mong chúng ta có luật pháp quy định cụ thể chi tiết những hành vi, mức độ hành vi và có hình phạt tương ứng về tiền, về tù, về tiền và kể về tù. Đưa ra luật là một chuyện, còn làm thế nào để luật đó trở thành hiện thực lại là một khoảng cách xa lắm, là một chuyện khác. Cái đó trách nhiệm thuộc về cơ quan chức năng. Cơ quan nào nắm cái luật này, cơ quan nào có trách nhiệm thực thi luật này, cơ quan đó chịu trách nhiệm. Các chuyên gia cũng cho rằng hệ thống văn bản pháp luật cần đưa ra các chế tài cụ thể để xử lý, bởi càng chậm trễ, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là các di tích, thắng cảnh và khách du lịch.